Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 4, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang và khu liên hợp thể thao và văn hóa tỉnh Hà Giang giai đoạn 1. Dự án đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang có tổng mức đầu tư trên 330 tỷ đồng. Công trình này vừa tạo cảnh quan, vừa điều tiết nước trên sông Lô đoạn qua trung tâm thành phố Hà Giang về mùa khô và mùa mưa. Đến nay đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các hạng mục cơ bản đảm bảo. Đối với dự án khu liên hợp thể thao và văn hóa tỉnh, đến nay khối lượng thi công đạt khoảng 75% ở 3 gói thầu thi công xây dựng. Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp đôn đốc nhà thầu điều chỉnh tiến độ, biện pháp tổ chức thi công, tập trung lực lượng, trang thiết bị, máy móc, thực hiện giải pháp tăng ca, tăng kíp, tăng tổ đội thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, gói thầu của dự án. Làm việc cụ thể và yêu cầu các nhà thầu ký cam kết tiến độ hoàn thành các hạng mục công trình, đảm bảo theo tiến độ chung của dự án, thường xuyên sâu sát hiện trường, giám sát chặt chẽ quá trình thi công để đảm bảo chất lượng, mỹ quan công trình. Đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, cần báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và tham mưu giải pháp tháo gỡ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các nhà thầu thi công cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để nhanh tiến độ thi công theo cam kết, thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công. Yêu cầu thành phố Hà Giang tiếp tục làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, rà soát quỹ đất, bố trí các khu tái định cư nhanh chóng, phù hợp với quy hoạch, thống kê các hộ dân bị ảnh hưởng phát sinh để có giải pháp giải quyết kịp thời. Cũng trong ngày 25 tháng 4, đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến thăm và trao quà cho gia đình quân nhân Mua Mí Lình, thôn Tà Làng, xã Bài Lủng, huyện Mèo Vạc. Quân nhân Mua Mí Lình, thôn Tà Làng, xã Bài Lủng, huyện Mèo Vạc tham gia nghĩa vụ quân sự từ đầu năm 2024. Hoàn cảnh gia đình quân nhân Lình đặc biệt khó khăn, nhưng Lình đã viết đơn tự nguyện xin tham gia nhập ngũ. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh đã đến thăm, động viên gia đình, hỗ trợ đồ đạc và kinh phí để gia đình trang trải cuộc sống, góp phần tạo động lực giúp quân nhân Mua Mí Lình hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị. Trước đó, cấp ủy chính quyền địa phương đã kêu gọi xã hội hóa, hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt và hỗ trợ kinh phí cùng với nguồn vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng căn nhà kiên cố, bếp ăn cho gia đình. Tại đây, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh đánh giá cao sự quan tâm chăm lo của cấp ủy chính quyền xã đối với gia đình quân nhân Mua Mí Lình. Đề nghị trong thời gian tới, xã Bài Lủng tiếp tục huy động nhân lực giúp đỡ gia đình di rời chuồng trại ra xa nhà để đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với thân nhân các quân nhân tại ngũ và công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao quyền năng cho phụ nữ và trẻ em là những nội dung trọng tâm của dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Dự án này thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hiện đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Mê tích cực thực hiện. Dự án 8 được triển khai trên địa bàn huyện Bắc Mê với hoạt động đầu tiên là thành lập tổ truyền thông cộng đồng ở các thôn bản, thực hiện ra mắt các mô hình địa chỉ tin cậy, tập huấn về bình đẳng giới tại các thôn và mô hình câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở. Thông qua các hoạt động này, đồng bào dân tộc thiểu số đã được tiếp cận nhiều hơn về luật bình đẳng giới, khuôn mẫu giới trong việc nhà, phòng chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Trong thôn thì được hỗ trợ rất nhiều các hoạt động, ví dụ như hỗ trợ về gói sinh đẻ kế hoạch ạ, còn là về mô hình ví dụ như vay vốn về để nuôi vịt, nuôi lợn, nuôi dê, tôi cũng thấy rất là phát triển. Với tiêu chí an toàn cho phụ nữ, trẻ em là hạnh phúc, bình yên của mỗi gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Mê đã tổ chức chuỗi các hoạt động bổ ích, trong đó có diễn đàn phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại phụ nữ trẻ em, hình thành các mô hình địa chỉ tin cậy tại mỗi thôn trên địa bàn. Các địa chỉ này dần trở thành những điểm tựa cho phụ nữ bị bạo hành. Đây cũng là nơi để các chị em hội viên chia sẻ, gửi gắm những tâm tư vướng mắc. Chúng tôi cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết. Bởi lẽ là nếu mà thực hiện tốt cái dự án 8 thì sẽ góp phần nâng cao cái hiệu quả về cái nhận thức cũng như là thay đổi cái định kiến giới, rồi là chăm lo cái đời sống vật chất, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của phụ nữ và trẻ em.
Sau 2 năm thực hiện, các hoạt động của dự án 8 tại huyện Bắc Mê vừa mang tính toàn diện, vừa cụ thể thiết thực phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Các mô hình hoạt động của dự án được người dân đón nhận, ủng hộ và được các cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ cách làm, nâng cao quyền năng kinh tế, xóa bỏ các định kiến khuôn mẫu giới, trao cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái được khẳng định vai trò trong gia đình và tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng. Ngày 25 tháng 4, dưới sự chứng kiến của Hội đồng Giám sát các sở ngành gồm Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh Hà Giang đã tổ chức chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn quý 1 năm 2024. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, cơ sở dữ liệu tỉnh Hà Giang có trên 2.853 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đầy đủ thông tin đáp ứng với các tiêu chí, điều kiện tham dự chương trình. Hóa đơn may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức sàng lọc điện tử, đảm bảo tính công khai minh bạch, giám sát chặt chẽ, bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng. Dựa trên nguyên tắc đó, Cục Thuế tỉnh sẽ trao một giải nhất trị giá 5 triệu đồng, 3 giải nhì trị giá mỗi giải 3 triệu đồng, 5 giải 3 trị giá mỗi giải 2 triệu đồng, 6 giải khuyến khích trị giá mỗi giải 1 triệu đồng. Tổng giá trị tiền thưởng là 30 triệu đồng. Chương trình quay thưởng lựa chọn hóa đơn may mắn được tổ chức định kỳ hàng quý với mục tiêu khuyến khích người tiêu dùng yêu cầu người bán hàng phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, nhất là hóa đơn điện tử có mã khởi tạo từ máy tính tiền theo luật quản lý thuế. Qua đó vừa đem lại lợi ích cho người tiêu dùng, vừa giám sát việc hạch toán doanh thu của các doanh nghiệp và góp phần nâng cao chất lượng hiện đại hóa, số hóa quản lý thuế của ngành thuế. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, huyện Yên Minh đã và đang tích cực triển khai hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, quyết tâm thực hiện 26 tiêu chí xã nông thôn mới và 132 tiêu chí thôn nông thôn mới trong năm 2024. Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Minh tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Riêng trong quý 1 năm 2024, tổ chức được 188 buổi tuyên truyền với trên 9.500 lượt người tham gia. Tổ chức ra quân xây dựng nông thôn mới được 25 buổi với trên 2.300 lượt người tham gia. Vận động nhân dân hiến được 4.000 m2 đất để thực hiện các công trình phúc lợi. Mở mới, sửa chữa, nâng cấp được 4,2 km đường các loại. Để hoàn thành 26 tiêu chí xã nông thôn mới, 132 tiêu chí thôn nông thôn mới và chỉ tiêu thôn biên giới có đường giao thông đạt chuẩn trong năm 2024, huyện Yên Minh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhằm khơi dậy tính tự giác, trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện chương trình, thực hiện tốt phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, quan tâm lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới với các chương trình giảm nghèo để triển khai các mô hình dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, những năm trở lại đây, huyện Quản Bạ đã tập trung chỉ đạo phát triển lĩnh vực nông nghiệp hướng tới mục tiêu nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hàng hóa. Đến nay, bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Xã Quyết Tiến là địa phương sản xuất rau màu lớn của huyện Quản Bạ với diện tích gieo trồng đạt 3.426 ha. Chỉ trên diện tích 6.000 m2 đất ruộng, gia đình anh Mai Xuân Trường, thôn Bó Lách, trồng cây cà chua. Kết thúc vụ năm 2023 đã cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Để có được kết quả này, ngoài việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất, thì việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng được gia đình chú trọng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm. Từ khâu lên luống với chuẩn bị đất thì cũng bằng máy móc. Các công ty bên nó ra giống cho mình trước, xong là mai thu nhập ra sản phẩm thì mình bán cho họ. Còn đối với gia đình bà Ma Thị Tìm, thôn Thống Nhất, xã Đông Hà, đã cải tạo hơn 1.000 m2 đất ruộng để trồng cây rau trái vụ. Hiện nay, gia đình bà cũng tham gia vào dự án trồng rau hữu cơ tại địa phương. 100% diện tích cây rau màu của gia đình chỉ sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh. Vái mùng tơi, xong lại mình lại vái rau dền lấn thì nó mới được à. Rau dền còn to thì mình đợi được nhổ trước, còn mùng tơi còn chậm lớn thì lại để sau. Năm 2023, diện tích gieo trồng của huyện Quản Bạ là 16.205 ha. Trong đó, nhóm cây lương thực có hạt đạt trên 7.000 ha, cây hạt có chứa dầu trên 2.100 ha, rau đậu các loại gần 2.400 ha. Để thực hiện tốt mục tiêu phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hàng hóa, huyện ưu tiên ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Cái vùng trọng điểm như là cái vùng rau hoa Quyết Tiến, đấy là vùng Tam Sơn, Đông Hà, đấy sẽ tập trung vào để xây dựng những cái mô hình để bà con trên địa bàn huyện tham quan học tập xong để phát triển nhân rộng.
Trong thời gian tới, huyện Quản Bạ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, tập trung liên kết với các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã để bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nhân dân, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hàng hóa trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 25 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, theo quy định tại Điều 192 Bộ Luật Hình sự. Các đối tượng bị bắt giam là Nguyễn Tuấn Linh, sinh năm 1993, tổ 10, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ quốc tế AlphaGold, và Đỗ Hoành Quân, sinh năm 1985, trú tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bioflock. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022, Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân cùng hợp tác hoạt động kinh doanh sản phẩm thức ăn thủy sản, xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, hai đối tượng đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để kiếm lợi bất chính với số tiền rất lớn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, được sự quan tâm đầu tư của các cấp các ngành, trong thời gian qua hầu hết các xã thị trấn trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã được lắp đặt đưa vào vận hành hệ thống loa truyền thanh không dây. Tuy nhiên, trải qua quá trình sử dụng, cộng với việc không được sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời, nên nhiều hệ thống loa truyền thanh không dây đã dừng hoạt động. Sau 3 năm hoạt động, từ đầu năm 2023 đến nay, cụm loa truyền thanh không dây tại thôn Nà Màu, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên đã dừng hoạt động. Nguyên nhân chính được cho là do hết thẻ SIM, trong khi thôn nguồn kinh phí eo hẹp, nên cũng chỉ biết kiến nghị lên xã, lên huyện để được xem xét. Sau một thời gian thì sử dụng thì nó cũng không có hiệu quả, mà chất lượng nó lại không được tốt. Đến nay thì cái truyền thanh đấy nó không hoạt động. Xã Phương Tiến có 9 cụm loa truyền thanh không dây được đầu tư từ những năm 2019-2020 do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư. Sau một thời gian sử dụng, đến nay cả 9 cụm loa này đã tạm dừng hoạt động. Ngoài các yếu tố khách quan như thiên tai, hỏng hóc, thì một phần các cụm loa bị hết thẻ SIM nên tạm dừng hoạt động. Hiện tại thì các cụm truyền thanh không dây này, các thôn không sử dụng được. Tôi cũng đề nghị là cấp trên quan tâm, cũng xem xét là hỗ trợ về việc tu sửa và duy tu bảo dưỡng lại các cái hệ thống này để đảm bảo hiệu quả tiếp tục và sử dụng trong cái thời gian tới. Còn tại xã Đạo Đức, địa phương này có 15 cụm truyền thanh không dây được đầu tư lắp đặt trong giai đoạn xã hoàn thành về đích nông thôn mới. Đến nay, phần lớn trong số này đều đã dừng hoạt động. Tại trung tâm xã, cụm loa truyền thanh không dây dừng hoạt động, tạm thời được xã cất vào kho. Các trang thiết bị thì cũng kỹ. Thứ hai là trong có khó khăn là cái nguồn kinh phí để sửa chữa và vận hành. Và cái thứ ba nữa là các cái trang thiết bị để sửa chữa hệ thống loa không dây là không có. Và cái người thợ trực tiếp sửa chữa cái hệ thống loa này là trên địa bàn rất khó khăn. Hệ thống loa truyền thanh không dây vừa là kênh truyền tải thông tin, chủ trương của Đảng, Nhà nước và công tác chỉ đạo tuyên truyền của chính quyền cơ sở. Do đó, khi 60% hệ thống loa truyền thanh không dây ở Vị Xuyên dừng hoạt động, cũng phần nào tác động đến việc điều hành thực hiện nhiệm vụ của chính quyền địa phương. Cuối bản tin hôm nay như thường lệ là thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm 26 tháng 4 do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cung cấp. Bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 26 tháng 4, khu vực công viên địa chất toàn cầu các nguyên đá Đồng Văn có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 78%. Khu vực di tích quốc gia Dụng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, độ ẩm trung bình 78%. Khu vực vùng núi thấp có mây, ngày nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, có nơi cao hơn, độ ẩm trung bình 80%. Thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.